Rồi đây là cây Yamaha, Yamaha FJ151, FJ151B nha. Cây này mình cũng thanh lý 1.600.000. Đàn thì hoàn toàn ngon lành, không bể vỡ, không hư hỏng, không lỗi lầm gì luôn nha. Vấn đề mình thanh lý ở đây là cây đàn nó hơi bị chày, không phải là chày luôn mà lá cũ theo thời gian á, có nghĩa là những cái vết lấm tấm như vậy nè, nhỏ nhỏ xíu xíu đó, ở đây thấy không, cái này là nó cấn miếng nè, không bể nha, không bể vỡ gì nha, nó giống như đường xước vậy đó. Cái này là của ông Nhật cũng dán đó, nhẹ nhẹ vậy thôi. Đây nè, lưng thì cũng đẹp, lưng thì nhẹ nhẹ, xước xước nhẹ nhẹ vậy thôi nè. Mấy cái này anh em sơn phết sơ sơ lên là nó đẹp thôi, BU sơn bóng lên đó là nó đẹp thôi đó. Nó vậy thôi chứ nó không lỗi lầm nha. Action thì nó cũng êm ngon lành hết nè. Cần phím là thấp nè, khóa Yamaha, khóa zin Yamaha luôn. Đây, hàng này hàng nguyên Yamaha. Cái đàn mình là zin 100% nha, nguyên zin 100% luôn. Nó chỉ có cái vấn đề duy nhất là mấy cái lấm tấm này thôi, mấy cái linh tinh giống như là đây đó, mình đưa cho anh em coi sát hết nè. Đó, vết này vết nhiều nhất, dài nhất, nhẹ nhẹ vậy thôi. Cái đàn mình bảo hành 1 năm nha, chả có ảnh hưởng gì hết, không có vấn đề lỗi lầm gì hết. Đó, action em, để mình thử hết tất cả các phím cho anh em nghe. Phím ok hết, không có phím nào bị lỗi gì hết nha. Nên mình rải nhẹ hợp âm rồi anh em nghe cảm nhận cái âm thanh đó. Rồi hợp âm chặn nha. Mình chặn những ngăn cao nữa nè. Action nó tương đối thấp cho nên mình bấm những ngăn cao nó vẫn nhẹ. Cái đàn mình là không lỗi lầm gì hết nha. Nó chỉ có vấn đề là chạy xước với lấm tấm nhẹ nhẹ vậy thôi. Thì mình thanh lý đây là cây này 1.600.000 Yamaha FJ151B. Giá 1.600.000. Đúng rồi, 151B, giá 1.600.000. Thông tin số điện thoại mình để ở phần tiêu đề nha. Địa chỉ shop, website.